Nói qua thì phải nói lại, hai vlog trước mình đã nói lên tâm sự của các anh em khi phải chịu những sức ép nặng nề từ những mộng tưởng phi lý từ các chị em, thì vlog này mình sẽ dành để nói những sức ép cũng không tưởng từ phía các anh em lên các chị nhé. Kỳ vọng phi lý đầu tiên mà các anh em nói riêng và xã hội nói chung dành cho các chị em đó là luôn phải giữ vẻ bề ngoài hấp dẫn. Cũng giống như tiêu chuẩn kép lên các anh em mà mình từng nói ở vlog trước, vẫn có rất nhiều anh em ngoài kia muốn các chị em 24/7 phải trông thật xinh đẹp, lộng lẫy, luôn phải có những đường cong quyến rũ thì mới xứng đáng có người yêu. Cũng giống như các anh thì việc đòi hỏi các chị đẹp 24/7 là điều không thể. Chị em chỉ có thể giữ cho bản thân đẹp nhất có thể, chứ không thể đeo make up cả lúc ngủ hay phải mặc váy diêm dúa khi đang ngồi chill ở nhà. Rồi theo thời gian thì sẽ có lúc mà họ sẽ không thể giữ được vóc dáng mà họ từng có như lúc trẻ. Đặc biệt là khi mang bầu hay là thậm chí là sau khi sinh con, họ cần rất rất nhiều thời gian, công sức và các sản phẩm hỗ trợ nếu muốn lấy lại nhiều nhất là 80% vóc dáng thời hoàng kim. Đừng cố lấy mấy tấm hình trước và sau khi mang bầu của mấy người nổi tiếng hay mấy hot girl trên mạng và bảo là đấy, người ta cũng gái một con đấy, mà sao dáng người ta vẫn đẹp. Mà thực ra, đấy cũng là câu hỏi mà các anh em nên tự hỏi chính mình. Tại sao những người nổi tiếng, những hot girl đó có con rồi mà vẫn đẹp? Để đẹp được như vậy thì họ đã phải làm gì? Hẳn là phải có chế độ ăn kiêng này, luyện tập này, có tiền để thuê người hướng dẫn này, rồi cả tiền để thuê người chăm con trong lúc họ tập, có thời gian để vừa đi làm toàn thời gian, vừa về nhà dọn dẹp nhà cửa rồi nấu nướng, chuẩn bị các thứ cho chồng con, có thời gian để chạy qua chạy lại nhà hai bên bố mẹ để báo hiếu, và thời gian để tập tành. Thế các chị em có điều đó không? Các anh em có làm bất cứ điều gì để hỗ trợ các chị đạt được những điều đó không? Hay các anh cứ chỉ biết làm mỗi phần mình, không gánh vác gì cho vợ, nghĩ rằng cứ quẳng tiền đóng góp cho là các chị tự khắc phải vừa hoàn thành trách nhiệm của mình, vừa phải hấp dẫn, để rồi sau đó dùng cái cớ là các chị bị xấu đi rồi để đi ngoại tình. Nói riêng về sắc đẹp thì phụ nữ phải chịu nhiều sức ép hơn đàn ông rất nhiều, bởi nhiều khi chính bố mẹ họ cũng khá nghiêm khắc với họ trong việc con gái phải trông bắt mắt. Nhiều khi họ muốn thư giãn ở nhà, mặc những bộ quần áo thoải mái nhất cũng vẫn bị bố mẹ nói cho, chứ đừng nói là khi ra ngoài đường. Đó là chưa kể là xã hội thường cho rằng đàn ông có bề ngoài bình thường, thậm chí là xòe xòa cũng được, miễn là người ta tài giỏi, kiếm nhiều tiền và đối xử tốt với mình. Nhưng phụ nữ thì phải xinh thì mới được nhiều người để ý tới. Điều này là vô cùng bất công và càng làm cho các chị em phụ nữ ức chế, bởi dù là nam hay nữ thì cả hai đều nên trở nên hấp dẫn nhất có thể và cả hai giới cũng đều sẽ có những khoảnh khắc mà họ đơn giản là không bắt mắt bằng như khi họ cố tình ăn diện. Vì vậy, đề nghị các anh em bỏ ngay đi cái kỳ vọng rằng các chị em lúc nào cũng cần phải xinh đẹp nhé. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là các chị em có cớ để bỏ bê việc chăm sóc bản thân mình. Nếu còn trẻ, còn độc thân, còn nhiều thời gian dành để chăm sóc bản thân mình thì hãy luôn cố gắng trông hấp dẫn nhất có thể. Không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ cũng yêu bằng mắt. Một người lạ không biết mình là ai, chưa từng tiếp xúc để hiểu con người mình thì thứ duy nhất khiến họ muốn tiếp cận bạn là ngoại hình. Sau này khi đã đi làm, kết hôn và có con, nếu người yêu hay chồng bạn đã chủ động gánh bớt những trách nhiệm trong nhà, ví dụ như dọn dẹp nhà cửa và trông con, đừng dùng thời gian dành của bạn để ngồi không ở nhà và ăn uống vô tội vạ, mà hãy đứng lên, ra ngoài, đi tập gym hay chỉ ít là chạy bộ quanh khu nhà nhé. Cũng liên quan tới điều mình nói bên trên thì kỳ vọng không tưởng thứ hai mà xã hội hay áp đặt lên phụ nữ đó là vừa phải có công việc tử tế, lương tốt để không mang tiếng là phụ thuộc đàn ông, nhưng đồng thời cũng phải biết quán xuyến nhà cửa, chăm sóc gia đình thật chu toàn. Trách nhiệm phải kiếm tiền và vun vén chăm sóc cho gia đình là nghĩa vụ của cả nam và nữ, chứ không phải của riêng mình nam hay là riêng mình nữ. Tại sao đàn ông lại chỉ phải lo đi kiếm tiền và không chăm lo gì cho gia đình thì được coi là trụ cột gia đình, còn phụ nữ chỉ lo cho gia đình mà không đi làm hoặc kiếm được ít tiền thì lại mang tiếng là vô dụng hay là phụ thuộc? Điều vô lý và bất công đó tưởng chừng chỉ có ở thời xưa, nhưng ngay cả ở thời hiện đại bây giờ, nơi mà có rất nhiều bạn nữ giỏi giang và có thể kiếm được nhiều tiền hơn đàn ông, thì có rất nhiều gia đình, bao gồm cả các bậc phụ huynh ở các thế hệ cũ và các anh chàng ở thế hệ mới, vẫn có tư tưởng đó. Không, không, không và không. Không ai có thể một mình làm tất cả những việc đó cùng một lúc hết. Cả nam và nữ phải biết cùng chia sẻ trách nhiệm đó. Ai bận hôm nay thì người kia giúp, hôm sau người kia bận thì người này làm giúp. Như đã từng nói thì không có việc gì gọi là việc của đàn ông hay là việc của phụ nữ cả. Kiếm tiền và chăm sóc gia đình là việc của cả hai giới. Vì vậy các anh nên bỏ ngay tư tưởng cũ kỹ kia đi và tự nhắc bản thân mình cùng gánh vác trách nhiệm đó với các chị hàng ngày đi nhá. Nếu các anh còn độc thân, hãy tự đi học nấu ăn, học cách dọn dẹp phòng ốc nhà cửa ít nhất một lần một tuần, học cách quản lý thời gian để vừa có thể đi làm, vừa có thể đi học,
vừa có thể có thời gian cho bạn bè, cho gia đình mà vẫn có thể giữ cho căn phòng của mình luôn được gọn gàng sạch sẽ. Chắc chắn là các anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi làm chúng đấy. Kỳ vọng phi lý thứ ba mà nhiều chị em phụ nữ hay phải gánh đó là đã là con gái thì phải tự động khéo tay, giỏi nấu ăn hay may vá và biết chăm sóc trẻ con. Bạn nữ nào mà không biết mấy cái đó thì dễ bị auto đánh giá là kém, là không nữ tính, thậm chí là không đáng để cưới. Cái mộng tưởng này cũng bắt nguồn từ quan điểm rằng có những việc là của đàn ông và có những việc là của phụ nữ. Như đã nói thì tất cả những kỹ năng trên đều là những kỹ năng mà ngay cả đàn ông cũng cần phải biết. Tại sao không ai nói là đàn ông vụng về trong việc chăm sóc trẻ con là kém đi? Và vấn đề là dù là cần phải biết nhưng nếu họ chưa từng làm việc đó hoặc chưa từng ai dạy họ thì làm sao họ có thể giỏi chúng được? Nếu họ chưa từng phải khâu vá hoặc chưa từng có cơ hội để chơi hay là chăm trẻ con thì sao mà họ có thể giỏi chúng được? Chẳng có ai tự dưng lại đi dứt đứt cái cúc áo chỉ để học khâu vá thôi, đúng không? Và nếu họ đi làm kiếm được đủ nhiều tiền để thuê người khác làm việc đó cho họ thì tại sao họ lại cần phải học mấy cái đó? Nói như vậy không có nghĩa là chị em hay là đàn ông không cần phải biết những kỹ năng đó, nhưng nếu họ chưa biết chúng và họ sẵn sàng học chúng hoặc họ có thể bù đắp chúng theo một cách nào đó thì điều đó là hoàn toàn có thể chấp nhận được, miễn là họ vẫn chăm sóc tốt cho gia đình của họ sau này là được. Kỳ vọng phi lý thứ tư, đàn ông muốn được trịch dạng nhưng lại muốn lấy gái trinh làm vợ. Thôi cái này thì chắc là không cần phải nói quá nhiều đâu, vì nghe thôi là đã thấy chối tai rồi, nhưng mà mình vẫn muốn nhắc tới vì nó vẫn còn quá phổ biến trong ngữ cảnh xã hội hiện đại. Ngay cả những anh chàng fuckboy, trapboy ngoài kia hiểu rõ rằng việc quan hệ tình dục trước hôn nhân là việc bình thường và khá phổ biến ngày nay, nhưng họ vẫn cứ mong đợi rằng sau cả một quá trình lừa lọc chơi bời như vậy, họ vẫn muốn gặp được một người con gái chưa từng quan hệ bao giờ. Đây là một suy nghĩ không những cổ hủ mà còn ích kỷ vô cùng tận. Đó là chưa kể là màng trinh hoàn toàn không liên quan gì tới đức hạnh hay là sự trung thủy của một người con gái cả. Những người đàn ông nào vẫn còn giữ tư tưởng đó thì tốt nhất là không nên bước vào một mối quan hệ. Ngay cả khi họ kiếm được một cô người yêu chưa từng quan hệ với ai thật, thì bản thân việc hiểu sai về đức hạnh của một người con gái đã khiến cho mối quan hệ đó sẽ trở nên vô cùng gò bó cho cô gái. Chắc chắn những người đàn ông như vậy thì sẽ có thêm những kỳ vọng cổ hủ và hà khắc khác lên cô gái, và dần dà thì cô gái sẽ cảm thấy bị bức bối và sẽ muốn thoát ra khỏi nó. Kỳ vọng thứ năm, phụ nữ luôn phải dưới trướng đàn ông. Dưới trướng ở đây được thể hiện ở nhiều khía cạnh, từ khả năng nhận thức, năng lực trong công việc hay là vai vế trong gia đình. Nếu như thế hệ cũ có tư tưởng này do lịch sử văn hóa, thì những anh chàng thuộc thế hệ trẻ thường có tư tưởng này do bị thiếu tự tin và cảm thấy bị đe dọa bởi phụ nữ. Ngày nay các chị em phụ nữ đang ngày một tài giỏi, đang ngày một tự do trong việc phát triển bản thân, nên việc các chị em kiếm được một công việc tốt, lương cao là việc hoàn toàn dễ hiểu, nhất là khi họ không chỉ có năng lực mà còn thực sự cố gắng nỗ lực vì nó. Những anh chàng năng lực kém hoặc không chịu thường xuyên cải thiện kỹ năng, năng lực của mình thì khi bị phụ nữ vượt mặt trong công việc, có lương tốt hơn, được nhiều người quý mến hơn thì trong thâm tâm họ sẽ cảm thấy tự ti và từ đó luôn cố gắng dìm phụ nữ xuống ở bất cứ khía cạnh nào mà họ có thể dìm. Đàn bà con gái thì biết cái gì là câu nói khá phổ biến của những người như vậy. Nếu không thể dìm phụ nữ xuống trong công việc thì họ sẽ cố dìm phụ nữ xuống ngoài đời sống. Họ sẽ lợi dụng những lỗi nhỏ nhất của cô gái để trách móc, để mắng nhiếc, để chuyện bé xé ra to và làm cô gái tin rằng mình thực sự rất tệ. Từ đó thực sự nghĩ rằng đàn bà con gái phải ở dưới trướng đàn ông. Các anh em cần nhớ là không ai phải dưới trướng ai cả. Ai cũng bình đẳng, có vai trò riêng, có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Nhất là khi nói tới một mối quan hệ tình cảm thì sự bình đẳng này càng cần phải được nhấn mạnh. Nếu chừng nào các anh còn nghĩ rằng các chị em không làm được điều gì đó hoặc không được làm điều gì đó chỉ vì họ là phụ nữ, các anh nên tự vả cho mình một cái thật tỉnh nhá. Tuy nhiên, nói riêng về sức mạnh thể chất thì đúng là các anh em có ưu thế vượt trội hơn so với các chị em. Đơn giản là đôi khi việc mở nắp một cái lọ nào đấy rất khó với các chị em, thậm chí là không thể, ngay cả khi các chị đã dùng hết sức để vặn rồi. Nhưng chỉ cần đưa cho các anh thì ngoái một cái là xong. Vì vậy thì các chị em cũng cần phải hiểu rõ và chấp nhận sự khác biệt rõ ràng về mặt sinh lý học giữa đàn ông và phụ nữ, thay vì cứ bắt hai giới là phải giống nhau ở mọi khía cạnh nhá. Nếu không thì chính các chị em lại trở thành những người theo nữ quyền độc hại đấy. Kỳ vọng thứ 6, phụ nữ phải chăm sóc cho đàn ông, còn đàn ông thì không cần thiết phải chăm sóc bản thân mình. Đã quá lâu rồi, bao nhiêu thế hệ qua, các mẹ, các chị thường là người chăm sóc, vun vén chính của gia đình. Từ nấu ăn, giặt giũ tới dọn dẹp nhà cửa thường sẽ là do phụ nữ làm hoặc là đảm nhiệm. Các thế hệ sau thì khi chứng kiến sự chênh lệch trong vai trò chăm sóc gia đình như vậy, rất dễ mặc định rằng đó là điều hiển nhiên và rằng trong mối quan hệ của mình sau này, nó cũng nên là như thế. Không, nó không nên là như thế. Đành rằng khi yêu thì các chị em thường có thói quen bản năng là chăm lo cho người mình yêu,
từ việc nấu ăn cho tới giặt giũ rồi là là phẳng quần áo. Nhưng các anh tuyệt đối không được coi việc đó là mặc định và phó mặc việc đó hoàn toàn cho các chị em. Trước khi bước vào một mối quan hệ thì các anh em đã phải tự biết cách chăm sóc bản thân mình. Ngoài việc giữ gìn vệ sinh cá nhân cơ bản thì các anh cũng cần phải có những kỹ năng dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng, chí ít là trong phòng riêng của mình, rồi rộng ra là cả căn nhà của mình. Nếu các anh không thể tự lo cho chính mình thì làm sao các anh có thể thực hiện nhiệm vụ bản năng là chu cấp và bảo vệ cho các chị được? Nếu các anh phó mặc hoàn toàn việc quán xuyến nhà cửa hay chăm lo gia đình con cái cho các chị, thế nhỡ các chị đổ bệnh ra đấy thì nhà cửa thành ổ chuột à? Con cái bị bỏ đói à? Rồi các anh thì cũng thành người vô gia cư hết à? Trong một mối quan hệ lành mạnh thì không ai nên phụ thuộc ai hết. Ai cũng nên có đóng góp bình đẳng vào mối quan hệ, để dù chia tay hay là tiến xa hơn thì tới cuối cùng không ai phải mắc nợ ai hết. Vì vậy các anh nên tự chỉnh đốn lại cái cách mà các anh tự chăm sóc bản thân mình, từ cách vệ sinh cá nhân tới cách ăn mặc đi nhá. Kỳ vọng thứ 7, đã kết hôn rồi thì chị em nên ở nhà nhiều hơn và tập trung nhiều hơn cho gia đình. Điều này chỉ đúng một phần thôi. Cả đàn ông và phụ nữ khi đã lập gia đình và đặc biệt là khi có con đều phải cắt bớt thời gian cho những thú vui mà trước đây khi còn chưa có nhiều trách nhiệm hai người vẫn theo đuổi. Cả đàn ông và phụ nữ nên biết cách sống có trách nhiệm hơn, biết tiết kiệm hơn cho tương lai sau này thay vì cứ hứng lên là hưởng thụ. Đây là lý do mà nhiều người hay khuyên rằng các bạn nên chơi cho chán đi rồi hẵng kết hôn. Vì khi kết hôn rồi thì lối sống sẽ khác và bạn sẽ không còn có thể vô tư bay nhảy như trước nữa. Và điều này là hoàn toàn bình thường. Rồi ai cũng phải lớn lên và gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Nhưng điều này là đúng với cả hai giới chứ không phải chỉ với mỗi phụ nữ. Bên cạnh đó thì cả phụ nữ và đàn ông khi bước vào một mối quan hệ đều nên hỗ trợ lẫn nhau để cả hai cùng có một cuộc sống cân bằng giữa công việc và gia đình. Chứ không phải là cứ mặc định là đàn ông thì tập trung vào công việc, còn phụ nữ thì tập trung vào gia đình. Phụ nữ cũng có đủ năng lực để theo đuổi những bước tiến trong sự nghiệp của họ vậy, và đàn ông thì cũng cần dành nhiều thời gian cho gia đình vậy. Nếu hôm nay người này bận họp thì người kia nấu cơm giúp, nếu hôm khác người này phải OT thì người kia đi đón con giúp. Cứ giúp đỡ lẫn nhau cốt sao để công việc của hai người không bị ảnh hưởng, mà gia đình vẫn êm ấm, con cái vẫn hạnh phúc, nhà cửa vẫn gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp là được. Nào, thực tế là rất nhiều khi công việc của người này sẽ thường xuyên bận rộn hơn người kia, và sẽ có một người có thể là sẽ phải thường xuyên gánh bớt phần trách nhiệm cho gia đình hộ người kia. Nhưng điều này thì chỉ nên kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu kéo dài quá lâu và người phải gánh hộ trách nhiệm cảm thấy không hài lòng về việc này vì cảm thấy bất công, thì nó sẽ gây ra sự mất cân bằng trong gia đình và có thể gây ra nhiều mâu thuẫn. Điều này thường rất dễ xảy ra nếu người kia bận rộn công việc quá lâu, nghĩ rằng mình đang làm vì gia đình và mặc định rằng người còn lại phải biết thông cảm. Vấn đề là nếu kéo dài tình trạng đó quá lâu thì người bận rộn sẽ coi việc chăm lo gia đình của người kia là đương nhiên, từ đó phó mặc hết tất cả luôn cho người đó và hoàn toàn không có ý định cân bằng tình trạng đó lại. Nhất là khi xã hội vẫn luôn mặc định rằng đàn ông là trụ cột của gia đình, chỉ cần phải đi kiếm tiền là đủ, thì phụ nữ rất dễ gặp phải sức ép là làm ít thôi, trong khi vốn dĩ họ có thể phát triển nhiều hơn nữa. Đành rằng phụ nữ thường có thiên hướng về gia đình nhiều hơn, nhưng một môi trường gia đình lành mạnh cho sự phát triển của trẻ nhỏ là gia đình có sự tham gia cân bằng của cả bố và mẹ. Nếu các anh cứ mặc định việc chăm con cho người mẹ, tối về chỉ chơi với con một tí là con phải đi ngủ, thì sợi dây gắn kết với con thì sẽ không nhiều, từ đó bộ não của con sẽ phát triển không đồng đều. Cái gì cũng có giá của nó. Nếu bạn muốn tập trung kiếm nhiều tiền, đừng bước vào một mối quan hệ vội, vì nếu thế thì bạn sẽ không còn thời gian dành cho người kia nữa. Nếu cả hai bạn yêu nhau nhưng đều muốn phấn đấu vì sự nghiệp trước đã, thì phải chấp nhận rằng thời gian dành cho nhau sẽ không nhiều và phải có sự thông cảm và thấu hiểu từ cả hai để tình cảm không bị phai nhạt đi. Cuối cùng, nếu muốn vừa có thu nhập tốt mà vừa cho con cái phát triển tâm sinh lý khỏe mạnh, thì hãy cố gắng thật tốt để có công việc tốt trước khi có con. Vì nếu phải vừa phát triển sự nghiệp vừa có con, thì mình e là các bạn sẽ không có đủ thời gian đâu. Bên cạnh đó thì nếu mà cứ kéo dài tình trạng người chồng kiếm tiền là chủ yếu, còn cứ bắt người vợ ở nhà không làm gì, hoặc lương rất thấp, thì dần dà người chồng sẽ có thái độ coi thường người vợ, sẽ nhìn người vợ như một người phụ nữ phụ thuộc, thay vì là một người bình đẳng trong hôn nhân. Từ đó mối quan hệ trở nên không còn lành mạnh như trước và rất dễ đổ vỡ. Một số anh chàng cố tình ép người yêu hay là người vợ của mình làm những công việc với lương thấp hơn mình hay thậm chí là ở nhà, không phải vì muốn người vợ chăm lo cho gia đình mà vì họ biết cô gái ấy thực sự có năng lực và nếu để cô ấy tự do phát triển thì sẽ thành công hơn cả chính anh chàng đó, nên mới cố dìm cô xuống để cảm thấy tự tin hơn về bản thân. Dù là vì lý do gì thì các anh cũng nên bỏ ngay cái suy nghĩ là phụ nữ không cần học nhiều, không cần phát triển sự nghiệp quá đi nhá. Vlog này tạm dừng ở đây, rất mong là nó đã nói được phần nào nỗi lòng của các chị em. Nếu còn những uất ức nào mà các chị em phải chịu thì hãy để lại ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.